Hello mọi người ơi, đây là buổi sáng hôm sau mình đã thức dậy thật là sớm. Chào buổi sáng. Đằng sau mình đây là ba chiếc lều, mấy đứa em thì vẫn chưa chịu dậy. Mình thì rảnh quá tập thể dục chứ bình thường ở nhà bao giờ tập thể dục đâu. Đi lấy nước của mình. Bây giờ thì mình sẽ đi ra suối lấy nước. Đây là chỗ nước mạch rất là sạch á. Úi cha, đường chỗ này khá là trơn, đi cẩn thận không là trượt ngã giống như mình nha các bác. Em ăn sáng không ngoài miền núi nha. Trong lúc chờ mấy đứa em làm thủ tục vệ sinh cá nhân thì mình đã nấu được một nồi mì siêu to khổng lồ. Không có bát nên là chúng nó phải ăn mì kiểu như thế này. Còn mình thì vinh dự nhất thì được ăn bằng vung. Bây giờ team Thái Nguyên sẽ dẫn team Hà Nội đi sâu vào trong rừng để chơi. Mấy ông em này chưa vào rừng bao giờ nhưng được cái không sợ vắt mọi người ạ. Được cái tinh thần chịu khó chịu khổ giống y hệt mình. Đi mấy km đường rừng thì mệt thôi rồi. Đứa nào cũng bở hết cả hơi tai. Đấy, ở trên cao có cái bi chuối này. Cuối cùng thì cũng đưa mấy em nó đến cái thác 7 tầng rồi này. Mùa này là mùa cạn nên là nước không nhiều, không được đẹp như hồi mình đi. Nhưng thay vào đó thì có thể trèo lên đỉnh thác chơi như thế này này. Ba ông em team Hà Nội này có vẻ rất là hào hứng. Chúng nó đặc biệt thích mấy cái cây rong rêu mọc trên đá này này. Ồ, mình thì tìm được cái dây leo như này làm xích đu trông ok phết. Ôi, tôi với Toàn Tít đang làm cái gì kia? Khúc này là bạn Yến đang hòa mình vào thiên nhiên nha mọi người nha. Coi mấy cái rong rêu trên đá này nhìn cưng xỉu luôn. Bạn Huy và bạn Minh thì đang thu thập cây dương xỉ và rong rêu để làm cái gì? Wow, và đây là thành phẩm của các bạn ấy này. Các bạn ấy gọi đây là bể tetarium. Từ những nguyên liệu của rừng mà các bạn ấy làm ra cái này đẹp xỉu. Ba bạn làm tặng mình đây. Hạnh phúc quá đi.